Quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 16 tháng 3. Minh Vy xin mời quý vị cùng cập nhật một số diễn biến đáng chú ý tại thị trường châu Á. Chính quyền thành phố Thane ở Ấn Độ mới đây đã mở một trường học cho trẻ em đường phố. Điểm đặc biệt là các lớp học này được tổ chức trong container. Thành phố Thane, Ấn Độ có rất nhiều khu ổ chuột. Nhiều trẻ em đường phố vô gia cư phải sống ở gầm cầu hay lề đường. Và dĩ nhiên, các em cũng không được đi học. Để giúp các em biết đọc, biết viết, thành phố này đã tổ chức các lớp học miễn phí ngay trong container giữa lúc thành phố thiếu không gian trọng trọng. Lớp học container này được dựng lên ngay dưới chân một cầu vượt đông đúc trong thành phố. Giới chức giáo dục địa phương lý giải tại sao không đưa những đứa trẻ vô gia cư vào trường học mà phải mở lớp ngay dưới chân cầu. Nếu chúng tôi đưa các em đi học ở lớp bình thường, mỗi ngày học 5-6 tiếng, thì các em sẽ không đi, gia đình các em cũng sẽ không chịu, bởi vì các em không có điều kiện để học. Dù là học trong container, lớp học cũng được tổ chức bài bản. Phòng ốc được trang hoàng lại, các em cũng được cấp đồng phục và trước khi bắt đầu tiết học cũng đọc kinh cầu nguyện như bao lớp học bình thường khác. Ngoài ra, lớp cũng có thư viện và khu vực vệ sinh. Dù nhỏ nhưng cũng đảm bảo được phần nào nhu cầu đọc viết cho các em vô gia cư tại đây. Cháu đi học ở đây, cháu ăn ở đây và ngủ ở đây luôn, cháu thấy rất thích. Chưa có một số liệu chính thức về số lượng trẻ em đường phố ở Ấn Độ. Một vài tổ chức từ thiện ước tính có khoảng 1 triệu em. Thưa quý vị, sau khi bị phế truất chính thức, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ còn đối mặt với một phiên thẩm vấn trước cáo buộc tham nhũng vào ngày 21 tháng 3 tới. Thông tin vừa được các công tố viên Hàn Quốc đưa ra vào ngày 15 tháng 3. Thứ Sáu tuần trước, bà Park Geun-hye đã chính thức bị phế truất, buộc rời khỏi chiếc ghế Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo yêu cầu mới nhất từ các công tố viên, bà Park sẽ phải có mặt tại văn phòng công tố Seoul vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 3 tới để tham gia một phiên thẩm vấn quan trọng. Theo các công tố viên, cựu Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc tội danh tham nhũng trong thời gian còn tại vị. Bà là Tổng thống thứ tư của nước này phải đối mặt với các phiên thẩm vấn của cơ quan công tố vì bê bối tham nhũng. Scandal tham nhũng vây quanh bà Park có liên quan đến mối quan hệ của bà và người bạn thân Choi Soon-sil. Các công tố viên cho rằng bà Choi đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết này để trục lợi từ các công ty nội địa, trong đó bao gồm cả khoản tiền 70 triệu đô la mà bà Choi được Samsung tài trợ cho một quỹ hoạt động phi lợi nhuận của bà. Luật sư riêng của bà Park cho biết bà sẽ hợp tác với cơ quan chức năng. Thành phố Jeddah, Ả Rập Saudi mới đây đã lần đầu tiên tổ chức YouTube Fan Fest. Đây là lễ hội dành cho giới vlogger và các nhà sáng tạo nội dung YouTube. Đây là YouTube Fan Fest đầu tiên được tổ chức tại Jeddah, Ả Rập Saudi. Sự kiện được tổ chức vào cuối tuần qua, quy tụ đông đảo giới blogger YouTube tại quốc gia Ả Rập này. Mục tiêu của sự kiện là làm sôi động thêm cộng đồng blogger nơi đây. Giữa lúc Ả Rập Saudi đang nỗ lực quảng bá hình ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập như một khu vực đón đầu làn sóng trỗi dậy của kỷ nguyên số trên thế giới. Tại Ả Rập Saudi, các quy định xã hội thông thường rất khắt khe. Với mạng xã hội và đặc biệt là YouTube, những người trẻ tại quốc gia này có thể tự do thể hiện mình. Theo thống kê của YouTube, lượng người xem trên trang chia sẻ video này ở Ả Rập Saudi thuộc hàng cao nhất thế giới. Số lượng kênh YouTube được tạo ra ở Ả Rập Saudi tăng 50% trong năm 2016 so với năm 2015. Điều này cũng đi đúng hướng mà chính phủ Ả Rập Saudi mong muốn, đó là thúc đẩy ngành công nghiệp giải trí làm nền tảng tăng cường phát triển kinh tế khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, xin mời quý vị cùng cập nhật một số tin tức nổi bật ngay sau đây. Thành phố Đà Nẵng đề nghị Vietlott không thực hiện phân phối vé cho người bán lẻ để bán lại. Doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc làm mới chính mình, những thuận lợi và thách thức